gặp mẹ một hôm như trời sáng cắt điện nữa. Nó bốn mình rồi. Mới có 1 tuần đâu có da đâu cắt. Chưa tới 1 tuần thì đâu có da cắt. Cây nó bung á. Nó bung mẹ có sức mềm vô thôi chứ. Nó bung xung ngoài thôi chứ còn cái khóe đâu có nữa. Đào vào. Bỏ cái máy xuống ghế đi cái. Mấy chị ơi, đợi chút được không? Ngồi ghế là mẹ đi. Sao cái ghế sao lưng ra? Nó quặp vô thịt mà cái thịt cho nên nó tím ngắt luôn á.
nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tình cảm. Sạch này đó có tháng hơn nó mới có khé, tháng hai tháng nó mới đâu khé coi được. Thật ra là dừa. Về bắt ra là mới tới cử á. Chứ còn cắt sạch gì mới có 5-7 ngày thì đâu có gì đâu cắt nữa. Hay quả nên con cả một mình nhắn cho con đi à. Đành cho hai đứa nó đi luôn mà hai đứa nó đâu có chịu đi đâu. Thôi ở nhà hết. Em qua sáng đây nè. Đi đây. Tội xấu luôn, xấu luôn. Đành đóng cửa cho đi chơi hết mà nó không chịu đi. Thôi ở nhà hết. Chứ đi đứa ra ngoài nó không có vui đâu. Vậy mẹ đi với ai? Mẹ đi với ba. Hai người thôi. Hôm qua con sang tỉnh sáng Nam. Con nghe nó nói mà.
đi mở laptop hay gì? Cho nó mấy cái gì? Hình như laptop nó báo hết pin hay sao? Ghi pin vô, sao cho mẹ. Đó. Mở lên cái gì vậy? Mở lên chưa? Mẹ nhà con mở lên cho mẹ. Có thông báo gì không? Rồi đây con bé cái móng chân cho con bé này 10 phút. Rồi hãy ba con nhượng cho. Ý là chờ con 10 phút rồi ba con nhượng cho. Tao nó đi làm việc nó chạy nó chạy.